Trang Nemo, Trần My, hai gương mặt thị phi trong vụ xô xát làm chấn động cõi mạng là ai? Trần My và Trang Nemo là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên cõi mạng hôm nay. Sau vài lần tranh cãi qua lại trên mạng, cả hai đã hẹn gặp trực tiếp để bàn mặt một lời, nhưng lại từ nói chuyện hòa nhã chuyển sang một màn xô xát. Dù ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt và giải quyết vụ xô xát, nhưng dân tình không khỏi bàn tán xôn xao. Bên cạnh việc theo dõi các tình tiết, các thành viên thuộc hội Người Tối Cổ cũng nhanh chóng tìm hiểu xem Trần My và Trang Nemo là ai mà lại gây chấn động đến vậy. Trang Nemo. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, sinh năm 1992, hiện đang sống tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trang cá nhân Facebook của Trang Nemo có hơn 400.000 lượt follow, cô còn sở hữu fanpage có hơn 250.000 lượt thích. Nguyễn Hương Trang là doanh nhân trẻ có sức ảnh hưởng, ngoại hình đẹp. Trang Nemo sở hữu chiều cao khoảng 1m65 với chân dài miên man, các vòng chuẩn hot girl. Vì thế cô nàng mới được mệnh danh là hot girl bán hàng online. Cô thành lập thương hiệu Trang Nemo Beauty với một cửa hàng chính ở 269E Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trang Nemo tâm sự, cô sinh ra đã không có cha, lớn lên bên cạnh bà ngoại. Lớn lên bằng sự thiếu thốn, khó khăn, nhưng đó cũng là động lực giúp Trang Nemo sống tự lập và kiên cường hơn. Trước khi thành công, cô làm thuê với đồng lương ít ỏi. Sau đó, nhờ sở hữu chiều cao và ngoại hình ưa nhìn, cô đến với công việc PG. Với mức thu nhập từ công việc này đã giúp cô nàng trang trải cuộc sống tốt hơn. Cũng nhờ tính tiết kiệm mà cô vừa đi học vừa đi làm, số tiền tích góp nhiều năm Trang Nemo dùng để học nghề DJ. Nhờ công việc mới này mà cô kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nhận thấy công việc cũng nhiều áp lực và cám dỗ, môi trường dễ sa ngã nên cô đã dùng tiền dành dụm để bắt đầu công việc kinh doanh thời trang. Bước vào con đường kinh doanh thời trang, cô gặp rất nhiều khó khăn và lo sợ không biết chắc liệu hướng đi này có thể mang đến thành công hay không. Nhưng sau đó nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, cô đã thiết kế ra nhiều mẫu quần áo độc lạ, không đụng hàng và đã chinh phục được nhiều khách hàng. Sau một thời gian bán hàng online, người đẹp đã mở được một cửa hàng thời trang lớn tại khu vực đắc địa của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh kinh doanh thời trang, nữ doanh nhân cũng tham gia vào lĩnh vực bất động sản và kiếm được nhiều lợi nhuận từ buôn bán sang tay các dự án bất động sản. Hiện nay cô nàng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ghen tị với 3 bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh, một xe hơi thương hiệu Porsche và cửa hàng thời trang cực kỳ nổi tiếng. Đặc biệt, cô nàng còn khiến nhiều người trầm trồ về độ giàu có khi chia sẻ món quà bất ngờ tặng mẹ của cô nàng trong ngày sinh nhật. Được biết, món quà bao gồm miếng đất với giá gần 5 tỷ đồng ở Bến Tre và căn biệt thự đang trong quá trình xây dựng. Căn biệt thự cô đang xây có diện tích cực khủng với chiều ngang 10m, dài 27m với 4 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, nhà bếp, khu sân vườn và 5 toilet. Trang Nemo chia sẻ, ngày xưa lúc ở nhà thuê hay khi còn nhỏ ở với bà ngoại không lo được gì cho mẹ hết. Bây giờ bà ngoại mất rồi, có bao nhiêu thì bù đắp lại cho mẹ hết. Bên cạnh đó, cô nàng còn mua tặng mẹ một chiếc nhẫn kim cương với giá trị khoảng 900 triệu đồng. Đặc biệt vào năm 2019, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao khi lan truyền nội dung hot girl Trang Nemo bị lộ clip nhạy cảm. Sau khi clip Trang Nemo dần dần trên mạng, nhiều người mò vào tận trang cá nhân của cô nàng để xin link. Ngay lập tức, cô nàng cũng đăng đàn để phân trần về vụ việc trên. Cô nàng đính chính rất rõ trên trang cá nhân, cô gái trong clip không phải cô nàng. Có thể ai đó đã cắt ghép hoặc mượn một người có khuôn mặt giống với cô nhằm câu tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, cô cũng up luôn hình nữ chính trong clip 29 giây cùng khuôn mặt của mình để mọi người so sánh thật giả. Theo nhiều người, thì dòng đến 90% nên lời biện minh của cô nàng khá yếu ớt và không đáng tin. Cái quan trọng nhất sau vụ việc, số người theo dõi cô nàng lại tăng thêm một lượng lớn. Trang Nemo từng bị kiện vì nghi án bán son dởm, làm hệ thống đa cấp lừa đảo. Hồi tháng 5 năm 2019, Trang Nemo gây phẫn nộ cộng đồng mạng vì clip tung cước đạp vào đầu nữ nhân viên vì nghi cô này làm mất Galaxy S10 của mình. Điện thoại khoảng 25 triệu mà cô nhân viên nói rằng khách vào lấy, nên giờ cô bị bà chủ Trang Nemo bắt đền. Cách đây không lâu, tối ngày 17 tháng 12 năm 2021, netizen bất ngờ truyền tay nhau đoạn video ghi lại cảnh Trang Nemo đang cãi nhau với một nữ nhân viên về việc cô này tuần hàng từ shop về cho gia đình bán, mục đích tiêu xài và phẫu thuật thẩm mỹ. Tổng giá trị lên đến 300 triệu. Trang Nemo đã có gia đình, lấy chồng đại gia nhưng sau đó cả hai ly hôn. Nghe nói chồng Trang Nemo ngoại tình, cảm giác bị cấm sừng cũng không hề dễ chịu gì. Ngoài ra, Trang Nemo còn bị tung nhiều loạt hình ảnh tố cô nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa gần như hết, đập đi xảy lại. Trần My. Trần My tên đầy đủ của cô nàng là Trần Nguyễn Trà My, cô nàng sinh vào ngày 25 tháng 7 năm 1997. Cô nàng được biết tới bởi nổi tiếng vì biệt tài kinh doanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sở hữu gương mặt ưa nhìn, nụ cười tươi và thái độ nhiệt tình niềm nở mỗi khi làm việc nên My được nhiều khách hàng tin tưởng. Cũng nhờ đó mà cô có được mức thu nhập khổng lồ khiến bao người mơ ước. Sau nhiều năm hoạt động thì cô nàng đã có trong tay hệ thống thẩm mỹ Jenny với nhiều đại lý với chi nhánh trong cả nước. Năm 2015, mỹ phẩm Jenny được bình chọn là sản phẩm uy tín, tin cậy và yêu dùng trên chương trình khảo sát truyền thông, sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng năm 2015 do Báo Người Tiêu Dùng, Hội Tiêu Chuẩn và Bảo vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam tổ chức. Sớm thành công trong lĩnh vực kinh doanh là thế, nhưng My cũng gặp không ít thử thách,
cô từng bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh và dùng tiểu xảo trong kinh doanh nhằm hạ thấp uy tín. Sau hơn một năm kinh doanh thì cô nàng bắt đầu xây dựng được thương hiệu và chỗ đứng cho dòng sản phẩm Jenny trên thị trường. Đây cũng là lúc đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ khiến cô phải nhờ luật sư giải quyết. Ngoài ra, một số khách hàng muốn trục lợi cá nhân nên giả vờ bị dị ứng sau khi dùng hết sản phẩm nhưng lại không đưa ra được bằng chứng khiến cô bạn mất rất nhiều thời gian giải quyết. Đặc biệt, năm 2019, Trần My và Choi Phạm, con gái đại gia Minh Nhựa đã xảy ra một cuộc đại chiến trên mạng xã hội khá dữ dội. Sự việc bắt đầu từ chuyện Choi đề nghị làm đại lý cho Trần My. Sau khi không bán được hàng, Choi muốn trả lại nhưng hai bên thương lượng không thành công nên chuyển sang đấu tố lẫn nhau. Vào tháng 7 năm 2019, Trần My bị một người bạn từng thân tên là Thanh Vân bóc phốt, tố lợi dụng mình để chịu số nợ lên đến gần 3 tỷ đồng. Sau đó My lên tiếng phân Trần nhưng không mấy thuyết phục. Cùng trong năm 2019, Trần My bị nhiều người lên tiếng tẩy chay và tố cáo vì sản phẩm không đảm bảo chất lượng, gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, bất chấp những phản ánh này, Trần My vẫn livestream bán hàng cho đến tận bây giờ. Được biết thì My bắt đầu kinh doanh từ năm thứ 2 vì muốn có thêm thu nhập để tự trang trải cuộc sống mà không phải phiền đến gia đình. Vốn có niềm yêu thích với mỹ phẩm nên cô tìm hiểu và quyết định kinh doanh dòng sản phẩm tắm trắng với số vốn ít ỏi ban đầu là 700.000 đồng. Sau một tháng kinh doanh thuận lợi thì cô nàng thuyết phục gia đình cho vay tiền để tiếp tục công việc và được gia đình hỗ trợ 2 triệu đồng. Trải qua 6 tháng kinh doanh và để giành được 20 triệu đồng thì cô nàng quyết định nhập hàng tại công ty với số lượng lớn để lấy giá xỉ. Bên cạnh đó, cô còn đầu tư chi tiền cho khâu quảng cáo để mở rộng và tạo dựng thương hiệu cho riêng mình. Nhận thấy nhiều shop online tận dụng nguồn quảng cáo từ những người nổi tiếng quen biết, nên cô nàng cũng nhờ những Facebook của Hot Teen giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt là khi cô nàng đã mạo hiểm nhờ Linda giới thiệu sản phẩm và đạt được thành công ngoài mong đợi khi lợi nhuận gấp 10 lần số tiền bỏ ra. Đây được xem là bước ngoặt trong lĩnh vực kinh doanh đưa hot girl này đến thành công hiện nay. Những biến cố và vấp ngã trong kinh doanh giúp Trần My trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và biết quý trọng những gì đang có.